Em ở kênh Hoa Lan Bảo Quyên, hôm nay được phát trên kênh Phong Lan Rừng. Hôm nay em lên video ngày 29 tháng 11 năm 2022. Video của em thì được phát vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Phong Lan Rừng. Các bác vào xem video thì cho em xin một like và một lượt chia sẻ video nha cả nhà. Số điện thoại chốt đơn của em là 0967999669, cũng là số Zalo. Số Zalo kết bạn vào là tên Ngân Trần nha cả nhà. Hôm nay em lại tiếp tục lên lũa để giới thiệu với cả nhà mình. Hôm nay có được những cái mã lũa rất là to, với lại hàng bữa nay em đóng không có người cả nhà. Có nhờ con em gái, con em dâu nữa là hai chị em ra đóng. Có mấy anh bác, có hai bác thanh niên thì đều đau cả rồi. Một bác đi viện, một bác thì bị chặt gân tay thì giờ không làm được gì cả. Nên là có đóng hàng hoa với lại hàng lũa đi nè. Hoa mà có bị vấn đề gì thì nó nhẹ nhẹ như xước hoa, gãy hoa thì mong các bác thông cảm và nhận hàng giùm em với. Chứ em đóng chắc nó cũng không được chặt tay, không chuyên nghiệp như mấy anh thanh niên đâu các bác. Còn lũa nó cũng hơi lỏng lẻo, nhưng mà cái gỗ này thì nó chắc cũng không vấn đề gì. Hôm nay em lên mã A1 nha cả nhà, một khúc lũa rất là dài. Đó, nhờ con em ra nó khiêng đồ vô cho, với nó đóng hàng hai chị em xong giờ nó về rồi em quay video. Mã A1 nha cả nhà, A1 một khúc lũa rất là dài, rất là đẹp. A1 là 550k. Cái ở đằng sau này nó dẹp nha cả nhà, nó rỗng đây nè, em cầm thế này là cả nhà mình thấy nha. Đó, nó được rỗng nha chứ không phải đấy, nhưng mà lũa lên rất là đẹp nha. Toàn bộ là lũa căm xe cả nhà nha. Lũa căm xe mã A1 550k. Em bao ship hết rồi nha cả nhà, nên là các bác chỉ việc chốt đơn thôi. A1 550k. Tiếp theo mã A2. A2 cũng là một cục nè cả nhà. Một cục gốc rất là đẹp luôn. Đó. Quay như thế này cả nhà mình thấy. Một gốc rất là đẹp nha cả nhà. Nguyên một gốc này 450k. Những cái này rất là nặng cả nhà. Nó tới 30kg không à. 450k mã A2 nha cả nhà. Mã A2 là 450k, góc lũa rất là đẹp nha, lũa căm xe. Tiếp theo mã A3 là một góc này 280k. 280k góc này nha. Ở đằng sau là nó dẹp nha cả nhà. Cái này là cưa ra một mục nữa. Đây cả nhà. Cưa ra nó như này nha cả nhà. Mã A2. A3 chứ. A3 là 280k. Tiếp theo mã A4. A4 là 300k. Góc này cả nhà, góc rất là chắc luôn nè cả nhà. Góc A4 là 300k. Rất là đẹp nha, quay từ trên xuống rất là đẹp luôn. A4 300k. Tiếp theo mã A5. A5 đây. A5 cũng cực kỳ đẹp luôn. Lên lũa lên góc rất là đẹp nha. Những cái này ghép hồ điệp vào cả nhà, hồ điệp hoặc dendro cực kỳ đẹp luôn. A5 là 400k nha. A5 một góc A5 là 400k. Cực kỳ đẹp nha cả nhà. 400k mã A5. Tiếp theo mã A6 nè cả nhà. A6 lũa này. Góc lũa lên đẹp chưa? Lên lũa đẹp lắm luôn. Cái góc của nó nè cả nhà, góc ở dưới chắc luôn. A6 là 300k nha. 350 nha cả nhà. A6 là 350. Cực kỳ đẹp luôn. Lũa hôm nay là mấy góc này to cả nhà. Tại vì hôm qua em một mình em cứ bán những cái góc nhỏ trước, bữa nay là toàn góc to. Mã A6 nha cả nhà là 350. Tiếp theo mã A7 là 3 góc cả nhà. A7 trở đi thì góc nhỏ, nên là em sẽ cầm video em quay, em gác nó lên để em quay cho cả nhà mình xem. Mã A7. A7 là 3 góc cả nhà, 3 góc lên lũa cực kỳ đẹp luôn. A7 đi. Để nghe cái bao tay. 3 góc nha cả nhà. Góc này nè. 1 nè. Cái này dựng đầu nạc cũng được cả nhà. Cái đầu dưới này thì nó hơi nhỏ, nó không được đẹp. Thì mình dựng ngược lại cái đầu trên nó lên. A7 là 3 góc nha cả nhà. Góc này 1 nè. Góc này cũng được 1, 2, 3, 80cm đó cả nhà. 3, góc 1. Góc này lũa đẹp lắm luôn cả nhà. Đưa cái máy xuống một xíu. Đây,
bữa cực kỳ đẹp luôn. Ba góc, góc này 40 sen cả nhà nha. 40 sen góc này. 2 này. 3 này. Ba góc này 170k nha cả nhà. Nó ấy ở trong không phải. Nhưng mà ở dưới nó vẫn đặc luôn cả nhà. Đó. Nó chỉ ăn ngủ phần trên thôi. Ba góc này 170 nha cả nhà, rất là đẹp. Mã số A7. A8 cũng là ba góc cả nhà nha. Ba góc mã A8. Sen cả nhà. Góc này thì nó chỉ là một cái góc đứng rồi về các bác ghép lên. Ba góc này là 140k. Đây, góc này thì bỏ chậu được nha. Góc này bỏ chậu. Góc này để cho cả nhà bỏ chậu. Góc này thì cũng hơn 1 mét cả nhà. Góc này rất là dài. Góc này rất là dài nha. Bó tay như thế này thôi. Đây cả nhà. Ba góc này là 140k, 40.000 ba góc mã A8. A9 là hai góc. A9 là hai góc này các bạn. Cái này ngửa nó ra này. Nó làm cái thế cái miếng chỗ này hay lắm này. A9 là hai góc 150k nha. Hai góc lũa nó lên này, nó lên văng lũa rất là đẹp nha. Lên hai nghe luôn. 150 hai góc này cả nhà ơi. Giờ lũa cái này lên được. Lũa cái này lên là thành như cái một cái máng ở đây. Chồng vào đây cả nhà nha. Đó. Hai góc này 150. Mã A A9 nha cả nhà. A9 150.000. Ghép vào đây được. Chồng hoặc là kê rồi lên đây vẫn được nha cả nhà. Để chậu len rồi vẫn rất là đẹp luôn. 150 mã A9. Chỗ này đi là nó đứng bằng được cả nhà, nó chỉ thừa ra có một tí thôi, thành ra nó không đứng được. Bây giờ em chịu, em không ai cưa cho em được hết, em chẳng biết cưa. Mà A10 nha cả nhà, A10 một góc rất là đẹp luôn. Mai các em phải nhờ thợ cưa quá. A10 160 nha cả nhà, lũa lên rất là đẹp luôn cả nhà nha. Cái này là nó lên lũa rồi nha, nó lên lũa rồi. A10 160. Mã A10. Tiếp theo mã A10. A11 cũng là một góc thôi cả nhà. Một góc lũa nha. Lũa lên nè cả nhà. Nhưng mà nó chỉ có một miếng như thế này thôi. Cái này 150 nha cả nhà. Một miếng này là 150. Ở trên đó nó như thế này. Để cầm lên nha. Đây này cả nhà, nó ấy nữa nè, nó hơi người ta đốt quá cả nhà, nó hơi cháy ở trên. Nhưng mà góc này rất là đẹp cả nhà, nó lên lũa. 150 mã A11 nha cả nhà. Hôm nay em có 11 mã lũa thôi. Cái này chốt mã nào thì điện thoại cho em theo số điện thoại là 999669 cũng là số Zalo nha. Và tiếp tục là xăm nha cả nhà. Em có cả xăm Ngọc Linh. Có bác bữa nay em chẳng bán xăm tươi nữa. Xăm tươi thì bác nào lấy thì em đặt hàng thì em lấy về thôi. Bán xăm tươi thì bán từ nửa ký lẻ cả nhà. Nửa ký tới 1 ký. Giá xăm thì cũng rất là phải chăng. Giá chỉ có 1 triệu cho
10 chỉ cho 1 ký là từ 10 đến 12 củ sâm cả nhà. À, sâm có lá hoặc không lá thì nó bán đúng lá loại nào cũng được. Sâm Ngọc Linh nha cả nhà, sâm Ngọc Linh được trồng ở Việt Nam và cái sâm thì có rất là nhiều giá trị. À, có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, à, phòng chống bệnh ung thư và hỗ trợ điều trị ung thư này, à, tăng cường máu này, tăng cường hồng cầu cho máu đối với những người thiếu máu, à, và đối với những người bị tim mạch, à, cái sâm Ngọc Linh cũng rất tốt nha cả nhà, hỗ trợ điều trị ung thư này, tăng cường sinh lý, à, đối với những người tuổi cao sức yếu hoặc những người điều trị bệnh nặng mới về thì dùng sâm cũng rất tốt cho sức khỏe, nó làm cho mình ăn ngon ngủ ngon và tăng cân nha. À, rồi cả cái lá sâm, nói chung cái sâm này rất là tốt cả nhà, nó đều đã được cả Việt Nam mình cả công nhận và nó cũng là một trong năm loại dược liệu quý trên thế giới rồi, à, nên là các bác cứ yên tâm dùng, mà sâm thì đã được kiểm nghiệm đầy đủ là chuẩn sâm hết rồi thì mới ra thị trường. À, hôm nay thì em có cả sâm ngâm mật ong nha. Sâm ngâm mật thì bán một hũ như thế này là 20 lát sâm cho 20 lần sử dụng ngâm với 200ml mật ong. 200ml mật ong là 500.000 nha cả nhà thấy nè. Toàn bộ em ngâm với toàn bộ là những cái lát sâm rất là đẹp nha, nguyên vẹn, toàn bộ là sâm nguyên lát chứ sâm già củ vàng rất là ngon nha. À, rất là tốt cho sức khỏe. Một hũ to như thế là 20 lát sâm em bán 500.000 nha cả nhà. Còn hũ nhỏ này là 10 lát sâm. 10 lát sâm cho 10 lần sử dụng ngâm với 100ml mật là 300.000. Các bác cứ lấy thử một hũ, rất là nhiều bác dùng thử một hũ này rồi. Các bác cứ lấy dùng nhìn tốt thì các bác sẽ biết cái chất lượng. Còn hôm nay em có cả lá sâm nha cả nhà. Lá sâm phơi khô. Lá sâm này thì các bác về ngâm rượu uống cũng vẫn được, hoặc là mình ngâm mình nấu nước đó cả nhà. Nấu nước uống nó như là một loại pha trà, như pha trà thôi. Lá sâm này thì 250.000 một lạng nha cả nhà. 250.000 một lạng, tính ra 1 kg là 2.500.000. Đó, nhưng mà em nghĩ các bác lấy một lạng của nó cũng nhiều lắm. Một hai lạng về cứ dùng thử rồi hẳn lấy thêm. À, chứ sâm lá phơi khô và rất là tốt nha cả nhà. Lá sâm Ngọc Linh, mà cây sâm này thì nó đều dùng tất cả lá cọng rễ củ rồi hoa rồi đều dùng hết. À, mà những người bị tiểu đường đó, nhất người là những người bị tiểu đường dùng cái lá sâm này như một cách là nấu nước uống rất là tốt luôn cả nhà. Nó làm hạ cái lượng đường và hỗ trợ trong cái việc điều trị tiểu đường rất là tốt. À, nó giảm stress cũng rất tốt nha cả nhà. Đối với những người hay bị stress hoặc ăn không ngon ngủ không ngon á, đó là sâm nha. À, còn sâm cũ thì em chỉ có bán, bác nào đặt thì em lấy thôi, bên em không bán lẻ nữa. À, còn hồ điệp thì em bán cứ một cây một đơn là 3 chậu nha cả nhà, 200k cho 3 chậu, 200.000 3 chậu hồ điệp lá biên rất là đẹp mà bao ship luôn nha. Tại vì còn ít hàng á nên là xả luôn. Này cả nhà, một mã như thế này có 200.000 thôi mà em đã bao ship luôn rồi, rất là rẻ cả nhà, tính ra có mấy chục nghìn một cây thôi. Toàn bộ là hàng ba vò hoa hết nha. Hàng ba vò hoa rất là đẹp luôn. Cái này vừa chơi lá vừa chơi hoa đều được nha cả nhà. À, hồ điệp hoa tím trắng nha cả nhà, hoa tím trắng. À, 200.000 là 3 ly. 3 cây hồ điệp bao ship rồi nha. Nên là bác nào ưng thì cứ điện thoại chốt đơn cho em theo số điện thoại là 0967999669, cũng là số Zalo luôn. Em hôm nay video của em tới đây là hết rồi. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Hẹn cả nhà vào ngày mai ạ.